Xin kính chào tất cả các quý vị nhé. Mình đang có mặt tại một cái địa điểm mà xảy ra một cái tai nạn rất là thương tâm mọi người nhá, một tai nạn rất là thương. Thì cho mọi người xem. Đó, đây là nhà văn hóa xóm Thiên Trường 2, xã Thiên Hội nhé mọi người. Thì đây là cái em bị nhà của các em bị tai nạn đây mọi người này. Nhà cửa đàng hoàng hết rồi mọi người, em trẻ lắm. Thì không may em mới bị tai nạn tối qua. Thì mình cũng cập nhật qua cho mọi người xem những cái nơi em ở nha mọi người. Thật sự là cũng rất là tội. Đây loa xóm đang báo nha mọi người. 1:30 ngày 27/10/2024. Đây loa xóm đang thông báo là mọi người này. Thì hôm nay chuẩn bị lễ tang cho em ấy nhá mọi người. 35 tuổi. Đấy. Em 35 tuổi. Đây là cái khung đường nhà em ấy nhá mọi người. Đây khung đường nhà em này. Hai vợ chồng đang làm ăn lên mọi người. Hai vợ chồng đang làm ăn lên mọi người. Tí mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nhé. Trong xóm đến chị Đồng Thị Quyên sinh ngày 27/4/1990. Em sinh năm 90 mọi người. Đây là nhà em mọi người. Đây là trong nhà đấy nha quý vị. Đây, nhà rất rộng rãi nha quý vị. Đây, nhà rộng rãi lắm. Đây là bà con đến hỏi thăm em đấy. Nhà rộng rãi đẹp. Còn đây là anh em Nhạc Hiếu đang lắp đồ chuẩn bị tang lễ cho em nhé mọi người nhé. Chín lên cốc lên cốc lên trên ngọn phát chín lên
có cái món đến là có một đến đầu một cái này không lấy cái gì á, một cái gì đó một cái gì đó có cái một đến là cái này không. À, thôi thôi nghe bên ngoài để chúng ta thọ tang. À, mọi người nghe bên ngoài để chúng ta thọ tang. Đây là lễ chuẩn bị lễ khâm niệm nha mọi người. Đây. Hai là con của em đây này, khổ lắm mọi người ạ. Nó còn bé quá. Thầy đang làm lễ chuẩn bị khâm niệm mọi người nhé. Ngồi qua bên này, ngồi qua bên này nữa. Con em còn bé quá mọi người. Ông chồng đâu rồi? Ông chồng ngồi phía trước đi. Con cái mọi người lên hương giùm thầy đi. Phật tử mình đâu? Lên hương mọi người thắp ngay hương. Vâng, thưa quý vị, đây là những cái hình ảnh mà rất là xót xa khi mà chị bị tai nạn xong thì là đưa chị về tới nhà nha mọi người. Tất cả mọi người đang tập trung ở đây để mà cùng nhau làm cái lễ tang. Và đã đây là đã vừa niệm khâm niệm xong nha mọi người. Cô đang chuẩn bị đón xin người trân trọng cảm ơn thì các ông bà phụng viếng nha mọi người. Đây là con trai nha mọi người. Đây nhận được tin chị là con trai của quyền. Em ấy đấy. Số thiệt phận rất là xót xa cái cảnh này. Bất ngờ. Cầu chúc cho em ấy ra đi thanh thản nha mọi người. Các ông bà, các bác anh, các chị trở về thắp nến tâm nhang. Dừng lễ viếng xong mời về nơi đón tiếp của gia đình uống nước. Chia sẻ nụ hoa gì vui đầu. Vinh vinh bì đình các anh chị em, tình đồng nghiệp đi về thắp nến tâm nhang. Đây là chồng của em ấy nhé mọi người. Đeo tang là chồng của em ấy. Anh em đồng nghiệp đến hội thăm rất nhiều. Hai thằng con, thằng cu bé này. Dì ơi, còn để cho hai cháu của dì trong là dì với mẹ cháu là hai chị em. Dì ơi, các cháu cũng như con của dì trên đời. Dì ơi, hôm nay các cháu đi về thương dì, cháu ra trước linh sàng để thắp cho dì tuần nhang.